Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Báo Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn về admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Solskjaer chưa thể giải quyết được bài toán ở hàng tiền vệ. Mua Ronaldo, Man United sẽ thành công hay thất bại? Mason Greenwood mới chính là hiện tại và tương lai của MU. Và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Mason Greenwood mới chính là hiện tại và tương lai của MU. Mason Greenwood, cầu thủ được xem như tài năng trẻ xứng đáng nhất kế thừa chiếc áo số 7 tại sân Old Trafford, anh lại tiếp tục nổ súng giúp MU thắng nghẹt thở trước Wolverhampton. Huấn luyện viên Solskjaer đánh giá Greenwood là một trong những tiền đạo tài năng nhất ông từng huấn luyện trong nhiều năm qua. Sở hữu vóc dáng lý tưởng của một cầu thủ chuyên nghiệp, Greenwood có thể thi đấu ở mọi vị trí trên hàng công, dù là hai bên cánh hay vị trí trung phong cắm, Greenwood luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Người hâm mộ MU đã sớm quên đi phong độ sa sút của Mason Greenwood ở mùa giải 2020-21 sau khi chứng kiến anh thi đấu gần đây. Cầu thủ 19 tuổi đã lập công trong cả 3 trận đầu tiên trong khuôn khổ Premier League. Phong độ cao của Greenwood khiến cổ động viên tin chắc anh sẽ được gọi lên đội tuyển Anh lần này, nhưng dường như người đứng đầu ở Tam sư lại có suy nghĩ khác. Southgate khẳng định Greenwood xứng đáng lên tuyển Anh lúc này, nhưng sẽ tốt hơn cho anh và MU nếu cầu thủ này có thêm thời gian rèn luyện. Đây dường như là lộ trình Southgate đặt ra để cơ cấu cho riêng Greenwood trên con đường thành công, tương tự điều anh đang đón nhận ở MU. Những cầu thủ trưởng thành cùng lứa với Mason Greenwood đều nói anh được câu lạc bộ tạo mọi điều kiện để trở thành huyền thoại ở câu lạc bộ. Gần 3 thập niên trôi qua, bóng đá Anh mới lại chứng kiến một tiền đạo có khả năng chưa bùng nổ ngay từ khi còn trẻ giống Robbie Fowler ngày nào. So với Fowler, Greenwood còn có phần nào nhỉnh hơn tiền đạo sát thủ một thời của Lữ Đoàn Đỏ. Anh biết di chuyển linh hoạt khắp mặt sân, hỗ trợ phòng ngự khi cần thiết và đặc biệt nhanh nhẹn trong những tình huống phản công. Sự đa năng của Greenwood giúp anh luôn đảm bảo con suất đá chính trong đội hình MU khi đạt thể trạng tốt, bởi cầu thủ này có thể linh hoạt thay đổi vị trí với các đồng đội. Một trong những điểm mạnh nhất của Greenwood là khả năng chơi tốt cả hai chân. Việc xuất hiện những cầu thủ không có chân thuận đang là xu hướng mới nổi của bóng đá thế giới. Đứng giữa những người chơi tốt bằng cả hai chân như thế, Greenwood vẫn nổi bật hơn tất thảy. Lúc còn ở đội trẻ MU, anh từng khiến huấn luyện viên ngạc nhiên khi xuất phạt cả bằng chân trái lẫn chân phải trong cùng một trận đấu. Điều đó cho thấy kỹ năng dứt điểm đáng sợ của sao trẻ người Anh. Có thể nói, Greenwood là cầu thủ bẩm sinh thuận chân trái, nhưng đó không phải chân thuận của cậu ấy bây giờ, huấn luyện viên Solskjaer chia sẻ. Nếu ví khả năng dứt điểm chân trái của Greenwood được 10 phần thì chân phải cũng được 10 phần như thế. Rất khó phân biệt đâu là chân thuận của Greenwood bởi cậu ấy có thể đá phạt góc và đá phạt trực tiếp bằng cả hai chân. Greenwood vì thế là điều đặc biệt hiếm có khó tìm trong bóng đá hiện đại mà MU đang may mắn sở hữu. MU tạo bất ngờ ngày cuối chuyển nhượng. Tờ Manchester Evening News của Anh đưa tin, MU sẽ tạo bất ngờ trong ngày cuối của thị trường chuyển nhượng hè 2021 với thương vụ đến từ Atlético Madrid. Phó chủ tịch Edward cùng các cộng sự đang nỗ lực thuyết phục đội bóng Tây Ban Nha cho mượn Southgate. MU từng hỏi mua Kieran Trippier và Southgate nhưng đàm phán không thành công vì mức giá Atlético Madrid đòi hỏi quá cao. Không bán được hai cầu thủ này, Atlético Madrid đã tính đến khả năng đem họ cho mượn để giảm chi phí quỹ lương. Solskjaer chưa thể giải quyết được bài toán ở hàng tiền vệ. Solskjaer vẫn đang loay hoay trong việc giải quyết bài toán tuyến giữa của Man United mặc dù đang sở hữu lực lượng hùng hậu ở khu vực này. Nếu muốn tìm ra điểm nổi bật nhất ở trận thắng nhọc nhằn trước Wolverhampton thì đó là Mason Greenwood và tân binh Raphael Varane. Ngoài ra thì còn việc Solskjaer vẫn chưa giải quyết được bài toán hóc búa ở tuyến giữa của mình. Man United đang thiếu sự sáng tạo và chất lượng ở khu vực trung tuyến. Một vấn đề quan trọng đã khiến Solskjaer đau đầu trong một thời gian dài, đó là hai cầu thủ sẽ chơi ở khu vực trung tâm hàng tiền vệ. Huấn luyện viên Solskjaer đã bố trí Pogba ở vị trí trung tâm bên cạnh một tiền vệ có xu hướng phòng ngự nhiều hơn trong quá khứ, nhưng cầu thủ người Pháp chưa bao giờ tỏa sáng và gây nguy hiểm từ vị trí sâu hơn đó. Và Pogba đang ở phong độ tốt nhất trong vài tuần qua khi được sử dụng ở vị trí sở trường. Thuyền trưởng của Man United cũng không quá lo lắng với ý tưởng sử dụng Pogba ở vị trí trung tâm bởi vì cầu thủ này có thể thỉnh thoảng có nhiệm vụ phòng ngự. Nhưng làm thế nào để Solskjaer sử dụng Pogba ở vị trí sở trường mà không phải hy sinh những cầu thủ chạy cánh tốt nhất của mình và giải quyết các vấn đề trung tâm hàng tiền vệ cùng một lúc? Đó là sự cân bằng và không hề đơn giản để cải tổ, nhưng Solskjaer sẽ cần phải tìm ra giải pháp theo cách này hay cách khác. Điều đó có nghĩa là tham gia vào thị trường chuyển nhượng để tìm một tiền vệ cầm trịch đáng tin cậy hơn, người có thể đảm bảo cho Pogba được phép chơi tự do hoặc có thể là điều chỉnh đội hình của Man United. Giải quyết được bài toán đó có thể cho phép Ole Gunnar Solskjaer để Pogba đá tiền vệ trung tâm và cho mình một người như Marcus Rashford, Sancho hoặc Lingard hoạt động từ cánh trái. Không có gì bí mật khi nhiều người cảm thấy mắt xích yếu của Man United là ở hàng tiền vệ trung tâm. Roy Keane đã nhiều lần nhắc lại rằng ông cảm thấy Man United không thể vô địch ngoại hạng Anh với Fred và McTominay là tiền vệ xuất phát của họ. Với việc McTominay chấn thương, Fred rõ ràng đã quá tải ở trận gặp Wolves khi đá cặp với Pogba.
trên thực tế, cầu thủ người Brazil chơi hay nhất là khi anh được bố trí đá cặp với Scott McTominay. Về phần Pogba, kéo anh xuống đá tiền vệ lùi sâu có thể coi là sự lãng phí. Pogba có khả năng sáng tạo và kéo bóng rất tốt, nhưng công việc phòng ngự, đánh trận từ xa lại không phù hợp với cầu thủ người Pháp. Ở trận gặp Wolves, Pogba có một pha chậm bóng trong vòng cấm và cũng chỉ tung ra một cú sút. Đó là một thống kê nghèo nàn với cầu thủ xuất sắc như tiền vệ người Pháp. Nếu Man United không thể cạnh tranh chức vô địch một lần nữa trong mùa giải này, đó là bởi vì Solskjaer vẫn đang loay hoay với những mảnh ghép ở tuyến giữa. Mua Ronaldo, Man United sẽ thành công hay thất bại? Việc MU tái ký hợp đồng với Cristiano Ronaldo được đánh giá là một quyết định khó tin. Xét cả về mặt cảm xúc và thương mại, đó là một nước cờ hay nhằm tái hợp với cái tên được xem là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá với rất nhiều người hâm mộ theo đuổi. Như thế, MU cũng đã có một chiến thắng trước Man City. Khỏi cần nói thì người ủng hộ MU và những người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới sẽ đưa con cái của họ đến xem anh thi đấu ở Old Trafford để con cái của họ có thể nói với cháu của họ rằng họ đã được xem Ronaldo thi đấu. Chẳng gì thì Ronaldo cũng toát ra được khí chất như Lionel Messi. Anh là một biểu tượng của thể thao, một vận động viên, một siêu sao, một người đàn ông nghiêm chỉnh luôn đặt sự nghiệp lên trên hết và nhờ đó cho phép anh có thể tiếp tục chinh phục những giải đấu. Thế nhưng về mặt bóng đá, việc MU ký hợp đồng với cầu thủ người Bồ Đào Nha giống như một sự thừa nhận thất bại. Nếu MU muốn tiến thêm một bước nữa để giành được danh hiệu đầu tiên trong gần một thập kỷ, họ nên tìm kiếm một người đã kế thí nhiệm Ronaldo để trở thành chân sút xuất sắc nhất thế giới. Kylian Mbappe, Erling Haaland hay Harry Kane? Tiếc là điều đó đã không xảy ra. Vẫn biết Ronaldo là một hiện tượng, nhưng anh sẽ bước sang tuổi 37 vào tháng 2 năm 2022 và không quá nếu nói rằng anh đã bước qua đỉnh cao phong độ của mình. Nếu chưa đủ, dù rất nỗ lực, nhưng năm thứ 3 của anh ở Juventus là lần đầu tiên họ không vô địch Serie A trong 10 năm. Sau cùng thì nếu nỗi nhớ là một điều đẹp đẽ và nó sẽ thỏa lòng chờ đợi của MU và Ronaldo trong 2 năm tiếp theo của hợp đồng, nhưng khó có khả năng trở thành bản hợp đồng đưa MU đến với danh hiệu Premier League. Thậm chí, bản hợp đồng của anh phù hợp với mô hình gần đây ở Old Trafford khi ban lãnh đạo bị che khuất bởi danh tiếng và quyền lực ngôi sao. Ronaldo chính là người mới nhất trong một danh sách dài chạy từ Ramadan Falcao, Zlatan Ibrahimovic đến Edinson Cavani và bây giờ là anh. Danh tiếng, tất cả những cầu thủ đó đều đã qua thời đỉnh cao khi họ đến Old Trafford. Mỗi người trong số họ đều cho thấy những khoảnh khắc thiên tài, nhưng không ai trong số họ đưa đội bóng đến gần danh hiệu. Dĩ nhiên với người hâm mộ MU, sự trở lại của Ronaldo vào lúc này là tuyệt vời. Chẳng gì thì anh cũng là mắt xích hoạt động cuối cùng của một kỷ nguyên vinh quang đã định hình nên MU hiện đại với đội bóng đang nỗ lực giành lại tất cả kể từ khi Sir Alex Ferguson chia tay sân cỏ vào mùa xuân năm 2013. Tuy vậy, thường thì các đội bóng vẫn luôn che giấu điểm yếu bằng một cái tên lớn và có lẽ MU dường như hiểu rằng họ vẫn chưa đủ mạnh để cạnh tranh với Man City và Chelsea. Vì thế, Ronaldo giống như một giải thưởng an ủi xa xỉ và anh chắc chắn không phải là mảnh ghép cuối cùng cho Ole Gunnar Solskjaer. Anh không khắc phục được vấn đề theo cách mà việc ký hợp đồng với Romelu Lukaku đã giải quyết vấn đề cho Chelsea. Không phủ nhận, MU đã có một kỳ chuyển nhượng tốt. Bản hợp đồng của Jadon Sancho và Raphael Varane là sự bổ sung chất lượng, nhưng thực sự sẽ cải thiện đội một cũng như toàn đội. Trong đội hình này, Ronaldo sẽ là người được chú ý nhất, nhưng anh cũng sẽ là điểm yếu nhất. Và những ai hâm mộ Solskjaer sẽ hy vọng cầu thủ người Bồ Đào Nha không làm mất cân bằng đội bóng mà ông đã kiên nhẫn xây dựng. Chính thức, Man United chia tay cầu thủ thứ 14 hè này. Trang chủ Man United xác nhận, Demani Meller sẽ tạm thời chia tay đội bóng để chuyển tới khoác áo câu lạc bộ Salford City. Đội bóng này đang chơi ở League 2, giải hạng 4 bóng đá Anh và thuộc quyền sở hữu của một số huyền thoại Man United như David Beckham, Paul Scholes hay Nicky Butt. Demani Meller sẽ tu nghiệp ở đây một mùa giải. Meller gia nhập Quỷ Đỏ khi 18 tuổi và ngày càng phát triển mạnh mẽ, được đánh giá rất cao ở học viện. Meller là cầu thủ thứ 14 của Man United rời Old Trafford theo dạng cho mượn trong mùa hè năm nay. Amad Diallo sẽ gia nhập Feyenoord Rotterdam. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Mano, tài năng trẻ Amad Diallo đang trên đường gia nhập Feyenoord theo một bản hợp đồng cho mượn. Việc thi đấu ở giải vô địch Hà Lan được xem như một cơ hội để Diallo ra sân nhiều hơn, trau dồi kinh nghiệm và giữ vị trí ở đội tuyển bờ biển Nga. Diallo gia nhập MU từ Atalanta với giá có thể lên đến 40 triệu euro tùy vào điều khoản phụ phí. Tuy nhiên, với sự hiện diện của các ngôi sao tấn công như Cristiano Ronaldo và Jadon Sancho, Diallo không có nhiều cơ hội ở đội 1 nữa. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này.
Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!